Hello, em Trường Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả anh chị nha. Chúc các anh chị một buổi sáng thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc ạ. Đây ạ, hôm nay bên salon em lại tiếp tục cập nhật về một mẫu xe giá cả hợp lý 7 chỗ đến với tay người tiêu dùng nha. Đây là con Jolly. Con này sản xuất năm 2005. Phong dáng đồng sơn nó rất đẹp anh chị ạ. Con này màu vàng két anh chị nha. Xe này nói chung là cũng có dầm dưới đây nè, cũng có dầm vài chỗ dưới đây rồi nha. Còn sơn rin trên lườn nè, đồng sơn nè, rất là mỏng anh chị không? Đó, đồng sơn con xe nè, rất là mỏng luôn, những cái sóng gân chạy nè rất là đều, rất liền lẹt, không bị cứng đụng, tông va từ bên ngoài trực diện vô nha. Trên là người ta đã độ một cái kẽn để đồ rồi. Phong dáng con Jolly đây, đời 2005 anh chị nha, màu vàng két á. Nó sân rin còn được 70% là trên cái gương là sân rin nè, nó có trời luôn mà không cho dặm anh chị ạ. Thì cái chất sân rin để nó cho nó đẹp, dặm cho nó mất giá trị con xe. Con này Jolly mới 2.0, con này sản xuất năm 2004, Trần Anh xin lỗi nha. Con này 2004 anh chị, bản số nè 49A01883 đây nè. Cụm đèn lá liễu nè, nguyên bản theo xe hết. Cản trước người ta cũng có dầm một ít rồi nha anh chị nha. Cản trước là người ta cũng có dầm rồi đó. Thì dòng này chắc chắn là phải dầm rồi. Đó, đồng sơn nè, những cái sóng gân nè, những cái sóng gân trên nắp cabo nè, rất là liền lẹt anh chị không? Đó, không một dấu tích là cấm đụng nha. Hai bên nè, dòng xe rẻ tiền, hợp túi tiền đến với tay người tiêu dùng. Bốn vỏ mới 90% luôn anh chị xem nhá. Bốn vỏ nè, mới 90% nè, mâm nè, mâm đúc nguyên vẹn theo xe nè, gầm bề ở trong nè, không có một xíu mục mọt anh chị đâu. Đó là phong dáng con Jolly đó anh chị. Nếu mà với so với tầm giá tiền này thì anh chị mua con này về chạy chở gia đình đi chơi rất là ok luôn, đi du lịch. Bốn cánh cửa anh chị coi nè, bốn cánh cửa nè, rất là liền lẹt anh chị thấy không? Không có phải là chỗ to chỗ nhỏ anh chị nhá. Đó, phong dáng con Jolly đây, bốn vỏ còn mới anh chị nha. Bốn vỏ được 90% mâm đúc nguyên vẹn theo xe nè, gầm bề ở trong mà không có một xíu mục mọt anh chị nha. Cái dòng này thì ít bao giờ mà nó bị mục lắm. Mấy dòng xe 7 chỗ anh chị cứ để ý giùm Trường Anh, mấy dòng xe 5 chỗ thì cũng có thể nó bị mục mọt, còn 7 chỗ là dưới nó tàn là sắc xi với lại dằn không à. Đây là cụm đèn nguyên bản theo xe, được ốp inox nè, có một cái kẽn nguyên rin theo xe hết nhá. Đây là cái kẽn nè, đó, anh chị thấy cái kẽn xe không, kẽn phía sau nè, gương nè, nguyên bản luôn. Xe này không có một xíu gì độ chế anh chị nha. Đây nè, vỏ xe cua. Ủa, cái sáng này cứng rồi Toàn. Toàn ơi, cái này có khóa à? À, được rồi. Đây nè, đó, vỏ xe cua đây nè. Đó, phong dáng nó đây. Chị coi xe anh chị, em chỉ quay những cái chi tiết cho anh chị coi là anh chị biết xe có cứng đụng hay không nhé. Đây là những cái đinh tán bấm nè, keo chỉ phía sau nè. Đó, nếu mà bê tông vai trực diện vô nó sẽ móp hết cái này nha, không còn những cái đinh tán bấm nguyên bản theo nhà sản xuất luôn nha anh chị nha. Hỗ trợ phía sau là hai tia nhúng thủy lực anh chị, keo chỉ nè. Đó, keo chỉ phần cabo phía sau nè, nguyên bản hết đây ạ. Đây là những dấu đinh tán bấm nè, coi những cái phần mấu chốt thôi nha. Trần Anh đi mua xe dòng đời của cũ như vậy thì Trần Anh coi những cái phần mấu chốt thôi, chứ em cũng không có soi kỹ quá đâu ạ. Anh chị coi keo chỉ nguyên bản nè, không có một dấu hiệu là bị tông va tác động từ bên ngoài nhá. Keo chỉ nguyên bản theo xe hết đó anh chị. Đây ạ, chân không thể nè, đó, rất là liền lẹt luôn. Cụm đèn phía sau nè,
ốp toàn bộ inox. Hãy cho anh vô phần nội thất cho anh chị xem này. Ghế nè, ghế nỉ nguyên bản anh chị nha. Đó, ghế nỉ nguyên bản theo con xe Jolly rồi, hộp tì tay nè. Đây là ghế nỉ nè, nguyên bản hết theo xe luôn. Con này nó nằm tầm 10 lít xăng trên 100 km anh chị nha. Máy 2.0, xài bếp full. Đó, anh chị thấy phần tắp lô không? Rất là liền lạc luôn, đẹp lắm. Nói chung với cái đời xe này thì dòng này thì tìm được một chiếc xe như vậy thì là quá được rồi ạ. Không đòi hỏi gì hơn nữa đâu ạ. Nó chỉ thấy keo chỉ trong nách đó, không mất phân nào luôn nha. Đó, Trần Anh quay rất là sát, quay rất là chi tiết. Đây là những cái sóng lường nè, anh chị coi sóng lường sương rin nè. Sương rin trên sóng lường nè. Còn nguyên bản luôn anh chị ạ. Nó bị cửa nè. Đó, tao vi cửa nè. Những cái phân gai nè anh chị thấy không? Xe này Trần Anh bao cho anh chị là không cứng đụng, không gặp nước nha. Nó bốn cánh nè, bốn cánh cửa đẹp như nhau anh chị nha. Sơn rin nè, sơn rin trong trong nách cửa còn luôn ạ. Đó là phần keo chỉ của con xe đó. Dòng xe tập chạy tập lái. Bảy chỗ, rất là thông thoáng. Giúp anh chị vận hành trên những con đường Việt Nam nhé. Đây nè, đó coi xe này là Trần Anh chia sẻ với anh chị nhé. Coi xe là anh chị chỉ cần nhìn mấy vô mấy cái này cho Trần Anh thôi. Đây người ta gọi là sóng má lường anh chị ạ, sóng má lường của bên cánh gà nha. Đó Trần Anh gọi là cánh gà đó. Nếu mà nó bị tông va vô mạnh thì nó sẽ móp hết mấy cái này anh chị nhé. Nó móp hết mấy cái này mà gò lại rất là khó. Đó là cái cách coi xe nhanh nhất và hiệu quả nhất đó. Đây ạ, sơn rin nè. Nó qua thời gian 5 tháng thì nó có một số chỗ là nó bị bẹt nè, anh chị thấy nó bị bẹt không? Nhưng mà cũng không quan trọng tại vì chỗ này là chỗ mà anh chị hay đặt chân lên nhá. Còn ghế nè. Nó nguyên bản theo xe hết. Ghế nỉ nè anh chị, không có dấu hiệu là mục mọt, nội thất ở trong đẹp 70%. Xe có sao Trần Anh báo vậy nhá. Em cũng không có thể nói có thể là mà nói thêm nói bớt được. Tính em thì sống từ xưa đến giờ như vậy rồi. Em cũng đang cố gắng cập nhật rất là nhiều mẫu xe cỏ về để phục vụ cho những anh chị ít tiền. Có cái che nắng che mưa đi nha anh chị nha. Nắp nè, chị có nắp cửa nè. Đó, chị thấy nắp không? Đó, chị rin nguyên bản của xe luôn á, sơn rin nè. Sơn rin nè anh chị, còn nguyên bản hết nha. Đó, nắp cửa đó chị thấy không? Keo chỉ không mất phân luôn. Đó, chị xem cho Trần Anh nhé. Tắp bi nè, tắp bi này qua thời gian nó có bị bẹt một tí xíu ở đây thôi. Đó, chị thấy không? Đây Trần Anh vô phần máy móc, Trần Anh test cho anh chị xem con Jolly này nhé. Bốn vỏ mà, bốn vỏ mới tinh nè. Đó, chị thấy bốn vỏ gầm bệ trong là không có xíu mụn mọt luôn. Chất gầm rất là chắc. Riêng cái dòng Jolly này chạy rất là đầm máy anh chị nha. Cái màu vàng két này người ta vẫn chuộng hơn. Chuộng hơn là những cái màu khác như màu đen người ta cũng không chuộng mấy anh chị ạ. Màu vàng két này là chuộng nhất, biểu tượng của Mitsubishi. Trên là chủ nhà đầu tư cảng nè. Đó. Đây. Tắp bi cửa ở đây nè anh chị. Tắp bi cửa nè. Bốn cánh dinh điện nè. Thời gian nó có bị mờ đi một tí xíu nha. Vô lăng nè. Vô lăng bốn chấu nè. Tích hợp nè. Gương chỉnh điện nè. Lót sàn nè, không có dấu hiệu là bị rách luôn. Sơn rin nè anh chị ạ, sơn rin đó. Nè, coi xe là anh chị coi những cái này cho Trần Anh nè. Đây nè. Đó, chị coi những cái này cho Trần Anh nha. Anh chị thấy có dấu hiệu mà nó bị móp hay nó bị cong vênh gì không? Không có một tí nha. Còn nếu mà anh chị coi ở đây nó không có dấu hiệu bị móp, bị cong vênh thì anh chị khỏi phải coi cái này. Còn nếu mà anh chị coi cái đinh bấm của nó,
thì anh chị cũng phải khỏi coi cái này, đây nè, coi cái đinh bấm ở trong cái cao su này, khỏi coi cái này nha. Tại vì khi mà người ta tông vô thì chắc chắn nó sẽ gò lại mấy cái này, gò lại mấy cái này thì mất những cái đinh bấm đi nha anh chị nha. Đó, có nhiều cách để coi xe lắm anh chị ạ. Nhưng mà chừng anh chị chia sẻ với anh chị những cái cách coi xe nhanh nhất và thông nhuận nhất và hiệu quả chính xác cao. Nói chỉ có vậy thôi. Mấy dòng xe này chừng anh coi đơn giản lắm. Coi đơn giản nhưng mà nó chính xác, độ chính xác nó cao anh chị ạ. Đây là đồng hồ nè. Để cho anh test phần máy anh chị xem nhé. Ở đề nhẹ cái nổ rồi. Riêng cái dòng Jolly máy xăng này, cái vòng tua máy rất là cao anh chị nha. Anh chị xem chừng anh nhồi máy lên cho anh chị xem nè. Ngồi một chỗ mà nhồi máy lên là anh chị biết xe nó phải đẹp, máy nó phải chất nó mới nhồi được nhá. Đó anh chị thấy không, 5.000 vòng luôn. Em nhồi lên 5.000 vòng luôn á. Đèn còi đây cho lực lái nè, rất là nhẹ luôn, ngồi một chỗ xe vô lăng thôi. Đó, trang bị nè, trang bị nguyên bản theo xe nè, là chỉ có một cái đầu nghe nhạc CD thông thường thôi nha. Máy lạnh đây này anh chị ạ, để cho anh test máy lạnh cho chị xem nha. Máy lạnh nè, máy lạnh mở là có máy lạnh luôn rồi. Nó mở là có máy lạnh luôn rồi. Tẩu châm thuốc nè, đèn tăng thuốc nè, con số nguyên bản theo xe nè, anh chị nhìn kỹ con số cho thằng anh nhé. Đó, rất là rõ anh chị thấy không, con số rất là rõ luôn, không có dấu hiệu bị mờ số nhé. Tắp lô nè, anh chị coi phần tắp lô nè. Đó, tắp lô nè, những cái vân gai nè, nguyên bản từ A đến Z theo con xe luôn. Kèo cột nè, đó, kèo cột nguyên bản đó. Cái con Captivan 207 dừng anh mới bán ngày hôm qua rồi nha. Cảm ơn một người anh trai ở Phan Rang đã tin tưởng chừng anh, vừa đăng lên anh chốt cọc chừng anh luôn. Con này xíu nữa chừng anh đi cà số khung số máy, mai chừng anh sẽ cho tài xế giao cái con Captivan này nha. Đó, chừng anh cũng vừa chạy con Captivan này tới salon thôi. Hôm nay chừng anh cũng cập nhật về mấy mẫu xe cỏ nha. Anh chị ủng hộ cho chừng anh, giá cả là phải chăng cho anh chị nhé. Anh cái này là anh chị ạ, cái này là chỉ trong nè, chỉ trong của con Jolly nè. Đó anh chị không, chỉ trong nè, anh chị coi cho chừng anh nhé, chỉ trong nguyên bản của xe hết, không bị mất một phần nào luôn nhé. Chất xe, đây là chất sân rin nè anh chị ạ. Chất sân rin phủ nguyên con nè. Tem này tem rin luôn nha anh chị nha. Tem rin luôn nè, chứ không phải là tem lên nhé. Đây nè, tem của Jolly nè, tem rin nguyên bản nha anh chị. Đó, anh chị nhìn xe anh chị phải biết xe nào là tem rin, xe nào là tem lô nhé. Tem lên là nhìn khác nha anh chị nhé. Sân rin đây nè anh chị ạ. Đó, sân rin đây nè. Sân rin nè. Đồng sơn rất là mỏng anh chị ạ, không có dấu hiệu chiếc ma tích nhé nè. Đó, anh chị thấy đồng sơn không, đồng sơn nè, rất mỏng anh chị thấy không. Mua xe anh chị gõ dùm cho chừng anh mấy cái điểm nữa thôi là anh chị có thể mua được một con xe hoàn hảo rồi. Đây nè, đồng sơn nè. Đó, anh chị thấy không, mỏng dính nè. Nắp capo cũng vậy nhá, nắp capo nè, rất mỏng. Đó là cái chiếc xe mà người ta không có bị tung đụng hoặc cong vênh, người ta không có dặm bột ma tít nhá. Nếu mà một con xe mà đã dặm bột ma tít rất là nhiều thì cái đồng sơn nó sẽ dày anh chị ạ. Nó sẽ trở nên dày thôi. Khi mà anh chị gõ vô nó kêu cụp cụp cụp, chứ nó không kêu bong bong nhá. Đây nè. Đó chị thấy không? Đồng sơn nè. Cực kỳ là mỏng luôn. Lót sàn phía sau nè. Đó, lót sàn phía sau nè. Keo chỉ trong nách nè, coi cho chừng anh riêng cái nách cửa. Anh chị mua xe anh chị coi cho chừng anh ba điểm thôi. Đây là một điểm đây nè, với một điểm giữa nè, cuối cùng là điểm cuối nha. Đó anh chị thấy không, những cái sóng lường nè, nguyên bản hết, không có một xíu là cong vênh luôn. Dàn lạnh phía sau nè. Đây à, để chừng anh test cho chị xem nhé. Đây nè, dàn lạnh phía sau nè,
em mở phải có máy lạnh luôn rồi, lạnh ngắt rồi, dàn lạnh rất rất là lớn, 6 lỗ thông gió nha, đây là 6 lỗ thông gió nè, là những cái đinh bấm nè anh chị thấy không, nó rin đét cái này là anh chị biết rồi, là những cái đinh bấm nhựa là nguyên bản theo xe nè, tiền nào thì của đó anh chị nha. Có thể là anh chị mua một con Jolly đời 2004, nó cũng có thể là nó có một cái giá là 140, 150 cũng có, 160, 170 cũng có, tùy vào cái chiếc xe rồi anh chị nha. Giá thị trường nó sàn sàn thì nó nằm trung bình là 150. Chiếc xe đẹp thì có thể nó nhích hơn từ 10 đến 20 triệu anh chị ạ. Quan trọng nhất là phần máy. Đó là điểm mấu chốt mà Trường Anh muốn giới thiệu toàn thể tất cả anh chị. Phần máy và phần gầm nha. Đó, đồng sơn chỉ là một cái vẻ bên ngoài, tượng trưng một cái áo khoác để bận cho nó rất là đẹp, khoác lên một con người hoàn hảo thôi. Và cũng là một con xe xinh đẹp và lộng lẫy nhá. Thế nè, bây giờ tiếp theo nè, Trường Anh quay phần máy cho anh chị coi nè. Đây là phần mấu chốt mà chắc chắn là anh chị ai cũng muốn biết về cái chiếc máy thôi ạ. Đây nè, phun ga số nè, những cái vân gai nè còn mới nguyên. Đây là Trường Anh đi vào phần máy cho anh chị coi nè. Máy nè, con xe này nếu không phải xe đẹp, không phải là Trường Anh ô tô luôn anh chị. Máy móc nổ thì thầm mùi son luôn nè. Đây nè, những cái ron nè, chưa có dấu hiệu là máy luôn nha anh chị nha, chưa có dấu hiệu là bung luôn nha, bung mặt philip lên làm nha, chưa có dấu hiệu làm luôn. Máy rin đét, xài 40 bit full, 1 2 3 4, xài 40 buri lên cục lenco là 1 2 3 4 nè. Máy 2.0 đó, máy còn mới lắm, mới tinh nè, cục lạnh nè, đó dàn lạnh em đang hoạt động anh chị ạ. Còn đây là dynamo sạc nè anh chị, dynamo sạc dưới đây nè, đó đây là cục dynamo sạc nhé. Đây nè, những cái sóng lường nè, nguyên rin hết, sóng dằn nè. Đây nè anh chị coi những cái này, những cái đinh tán bấm nhé, nguyên bản của xe nè, núm cao su nè, núm cao su còn nguyên luôn anh chị biết rồi, xe nó rin cái nào nhá. Đây nè, đó bao chất bao đẹp với anh chị luôn, keo chỉ là không mất phân nào luôn nha anh chị nha, keo chỉ cái nắp capo nè không mất một phân nào luôn. Đây là nắp capo, là những cái đinh bấm nè, đây là nắp capo keo chỉ nè. Những cái sóng gân, những cái sóng gân trên nắp capo đây, những cái sóng gân nè, không một xíu cong vênh nha. Đó, con này là không cứng đục, không ngập nước, chất xe trong miền Nam anh chị nha. Đây nè, anh chị coi những cái sóng, anh chị coi đây trong những cái sóng vàng nè đó anh chị ơi. Máy cũng liên tiếp luôn, máy nổ rất là êm anh chị nha, xe không một xíu đồ hơi luôn. Đây à, không một xíu đồ hơi luôn nhé. Chìa khóa đây em, chìa khóa nè, đó cho ly em, đây nó mới là. Đây nè, đó, đây là một người em chuyên về lên làm điện ô tô cho bên bên Trường Anh luôn, đang lên để chuẩn bị kiểm tra toàn bộ là hệ thống điện trước khi mà bàn giao con Captiva này cho khách nhé. Nó rất là kỹ, xe này thì Trường Anh cũng mới lấy về ngày hôm kia, em dọn xong cái em đăng clip mất luôn, mất ngay luôn. Con xe đời 2007, xe đẹp lắm, Captiva không một lỗi nhỏ luôn. Tiếp theo là phần gầm anh chị nhé.
đây là phần gầm xe nè, gầm xe nè, anh chị thấy gầm xe không? Con này dẫn động cầu xong nhá, máy móc rồi, cực kỳ lễ mái, anh chị coi nhá, không một xíu một mòn anh chị ạ, đó, không một xíu một mòn luôn, bốn vỏ máy tinh. Tiền nèo của đó anh chị nha, bao đẹp anh chị à, anh chị thấy mẫu xe Trần Anh bán ra đẹp không? Tại vì bên em dựng ở salon, em lựa chọn xe rất là kỹ nha. Như cái con Captiva kia kìa, Trần Anh cũng đi lấy về, bây giờ con xe quay lên clip lên một phát là rất là nhiều người hỏi luôn, nhưng mà anh trai rất là nhanh chốt cọc cho Trần Anh. Sáng mai là Trần Anh cho tài xế giao xe. Đó là phong dáng con Jolly đây. Bên em còn về rất là nhiều xe nha. Fortuner đời 2017 có nè, Fortuner đời 2009 có nè. Về thêm một con Kia Carrera, con này máy 2.0, cửa sổ nóc số tự động anh chị nha, có luôn nè. Rồi một con Innova đời 2014, bản số 47A28945. Rồi xíu nữa Trần Anh sẽ đăng clip chi tiết cái con Innova này luôn anh chị nha. Một lần nữa anh chị nhớ đăng ký kênh của Trần Anh Auto và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng nhé. Em xin chân thành cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.